Xin chào các bạn. Hôm nay mình set hộp sinh sản cho bọ hoa các bạn ơi. Đối với bọ hoa thì cũng khá đơn giản, thì không có gì phức tạp. Sau khi mà đã cho phối xong rồi thì mình set hộp sinh sản mình cho nó đẻ thôi. Bọ hoa thì thường nó sẽ dễ chơi, dễ tiếp cận người chơi mới hơn. Đấy, các bạn chuẩn bị cho mình cái hộp xong rồi bỏ đầy mát lên. Nén xuống. Đấy, thiệt là chặt xuống ha. Giống như là cho sinh sản bỏ sừng vậy thôi các bạn. Nén làm sao mà khi các bạn lật úp cái này ra mà nó không bị đổ xuống miếng nào á. Đó, vậy là ok rồi ha. Cái này thì kỹ thuật cơ bản rồi. Xong các bạn cho thêm một ít mát lên trên. Ok, như vậy là xong một cái hộp sinh sản bọ hoa. Còn một điều khá quan trọng là các bạn phải nhớ cho nó ăn ha, phải thả thức ăn vào đây cho nó. Đấy, rồi thả vô vậy thôi, cho nó bằng thôi. Rồi bây giờ thả nó vô thôi. Đây, cái này là hai đực một cái. Ui, cái mấy con bọ hoa này các bạn hết sức để ý ha, hết sức cẩn thận nha. Mở ra cái là nó bay cái dèo mất tiêu luôn. Bây giờ con này cũng đực rồi, cài trên đây quá. Ui, bạn ơi. Ui, đấy, bạn thấy chưa? Ê. Tụi bay kinh lắm. Ủa, con đực mà. Chết mẹ rồi, cái đâu? Hình như cái đây. Rồi, được, coi cho chính xác đi, đực nè. Cái đây rồi. Nếu mặt này đực nó đúng. Rồi, đây đực lực cái đây. Ui. Rồi, vô. Phải giữ nó các bạn ơi, trong có bài tiêu. Cái này nó bay ghê lắm. Rồi, chia sẻ với các bạn là cách phân biệt đực cái đó. Đây là đực luôn. Đây đi. Đây, mình đang cầm trên tay là một cặp đực cái rồi. Đối với con cái á, thì các bạn xem ở dưới cái bụng nó nè, chỗ cái bụng này nè các bạn, mình nghiêng qua nghiêng lại cho các bạn dễ nhìn thấy nè. Đó, đối với cái bụng nó là cái chỗ này nè, nó phẳng luôn ha, và chân trước của nó gai nó sẽ sắc hơn, nhọn hơn, và chân trước nó thường là nó sẽ to hơn con đực. Mình bắt đực lên cho các bạn xem. Này, tay phải mình là con đực, tay trái mình là con cái. Tại vì cái con bọ hoa này các bạn nhìn thấy không, nó giống nhau đến phải đến là 95% luôn á. Đây, con đực thì các bạn nhìn thấy ở dưới bụng nó có một cái vết này, thấy chưa? Đó, có nghĩa là nó không có tròn như là con cái, nó có một cái vết và gần như là có một cái đường kẻ thẳng lên. Các bạn lật bụng nó lên là sẽ thấy thôi. Có nhiều khi là xem qua video thì nó khó hình dung một chút xíu, vì do ánh sáng rồi các thứ nữa. Đây các bạn thấy không? Thấy không? Có cái lằn đó, thấy chưa? Đó. Đó là con đực. Còn một điểm nữa là nhìn thân, nhưng mà nhìn thân thì phải quen và có nhiều mẫu thì mới dễ thấy. Còn đây chân trước của nó nè. Chân trước của con đực gai nó sẽ cùn hơn các bạn. Con cái thì gai nó sẽ sắc hơn và chân của nó cũng to hơn. Các bạn để ý kỹ sẽ thấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vô, nó nhâu quá, không làm ăn gì được hết. Tại vì nó giống nhau, đực cái nó giống nhau quá trời luôn nè, thấy các bạn thấy không? Nó khó phân biệt. Đó. Nhìn nó đã, nó bóng lưỡng như xe hơi vậy đó. Đây các bạn thấy chưa? Đực cái nè, hai con. Có khác nhau gì đâu. Đó. Nếu mà để ý kỹ thì sẽ thấy thân của con cái nó to hơn. Nó có bị ngang hơn, còn con đực thì thân nó thon hơn nè, thấy chưa? Các bạn thấy không? Tuy nhiên thì nhìn thân thì nó hơi là khó, nó hơi khó phát hiện. Nhìn bụng dưới chân là chắc cú nghe các bạn. Đó, bây giờ là con đực là bên trái, bên tay trái mình nè. Đó, nó có cái vết ngang ngang ở dưới bụng nè. Con cái là hoàn toàn không có ha. Đây là cái hộp sinh sản kẹp kìm Silver các bạn. Thế nhưng mà nó chưa có đẻ nên là mình cho ra cho nó phối, rồi giờ mình dùng cái hộp này để cho sinh sản bọ hoa. Hoa đen, hoa bờ lách, bờ lách, bờ lao, bờ sậy. Rồi, xong, đi ăn cơm được rồi. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và đồng hành mình với những video tiếp theo các bạn. Hãy comment thắc mắc và câu hỏi của bạn xuống bên dưới, mình sẽ xem và trả lời tất cả hết cho các bạn. Ok, bye bye, xin chào và tạm biệt.